Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với cùng xe hơi nhé. Bên em vẫn bày bán xe cũ và xe mới. Xe mới thì bên em đã cập nhật đa phần vào đầu tháng, giữa tháng và thi thoảng chúng ta thay đổi thì bên em cập nhật luôn vào cuối tháng nhé. Xe cũ thì bên em vẫn cộng tác với Hà Nội K và hôm nay thì Hà Nội K mới về một vài xe, em quay lên cho anh chị xem luôn. Rồi, Mazda 3 màu trắng 2017. Xe cá nhân một chủ từ đầu. Rất đẹp. Và bên em chào bán 575 triệu đồng. Cam kết xe không đâm đụng ngập nước và máy móc nguyên bản cho xe nhé. Cái này thì phiên bản hatchback ấy, anh nào mà mua quà tặng chị những cái dịp sắp tới thì thật sự là quá tuyệt vời luôn. Và với những chiếc xe cũ thì chắc chắn rồi mình sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá lớn so với việc mua xe mới. Đi kèm với đó là mẫu xe Mazda 3 mới hiện nay ấy, thì giá cũng khá là cao rồi. Nếu mà tầm này thì chúng ta chỉ mua được Mazda 2 thôi. Đó. Đây, ghế da vẫn còn rất đẹp nhé. Nội thất màu đen và màu trắng thì thật sự là quá dễ dùng rồi. Để em quay nhanh qua keo chỉ này, keo xe này. Sự là bên em thì xe bán rất là nhanh mà cũng có nhiều anh chị hỏi em thì sao bán nhanh thế thì không biết trả lời như nào mà thật sự luôn. Showroom ấy, anh chị có thể để ý kênh của em thì xe ra xe vào liên tục và nếu như mình có nhu cầu thì cứ liên hệ trước với em để bên em nắm được cái nhu cầu, mà khi có xe về đúng với cái nhu cầu của anh chị thì bên em sẽ liên hệ chào bán và chúng ta đàm phán một cái giá hợp lý ngay nhé. Rồi em quay quanh anh qua về keo chỉ cửa lái ấy, động cơ này. Thật ra với một mẫu xe sedan như này, cái nhu cầu đi lại sử dụng thì mình không quá nặng nề. Xe đã trang bị đầy đủ như cruise control hay đây khoang máy của Mazda 3 nhé. Thật sự toàn bộ ốc vít vẫn còn nguyên zin theo xe luôn và còn rất là đẹp. Này mấy anh em đi chơi hết rồi sao không vắng ai hả? À hay đang họp trong tuần rồi bán tầm 20 xe à? Dạ.